Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Khác với mọi khi ngồi trước chiếc bàn với những thiết bị thì hôm nay không gian sẽ khác hơn một chút. Và tất nhiên thì nội dung của video này cũng vậy. Như mọi lần thì mình và các bạn đã cùng review những chiếc loa với nhiều công nghệ âm thanh bên trong. Tuy nhiên bạn đã bao giờ tự hỏi những công nghệ này có ảnh hưởng tới trải nghiệm của chúng ta như thế nào? Thì hôm nay hãy cùng An Tiến Studio thử khám phá xem công nghệ âm thanh nào đã thay đổi trải nghiệm của người dùng nhé. Audio Jungle. Đầu tiên và cũng được coi như một người anh cả trong làng sản xuất công nghệ âm thanh, không phải vì tuổi đời mà vì những công nghệ hãng đưa ra. Với Dolby, cách mà bạn trải nghiệm các bộ phim sẽ được thay đổi hoàn toàn khi mà các hiệu ứng âm thanh sẽ được đưa đến các vùng khác nhau bằng nhiều cách, có thể sử dụng thuật toán hay là cách bố trí các giải loa để có thể sử dụng các âm được thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Và công nghệ của Dolby độc đáo đến nỗi mà nếu bạn được trải nghiệm thì hẳn các bạn sẽ phải giật mình khi tưởng âm thanh xuất phát ngay bên cạnh mình. Bắt đầu từ những năm 1975, Dolby phát hành hệ thống âm thanh nổi Dolby Stereo để xử lý âm thanh cho các rạp chiếu phim. Nó bao gồm bộ lọc âm thanh với 4 kênh, 2 kênh trái cho nhạc, 1 kênh trung tâm cho lời thoại. Trong vòng chưa đầy 10 năm, 6.000 rạp chiếu phim trên toàn thế giới đã trang bị hệ thống âm thanh Dolby Stereo. Nếu bạn là một tín đồ nghiện ngập xem phim ngoài rạp như mình thì chắc chắn sẽ không còn quá xa lạ với công nghệ âm thanh của Dolby. Và hiện tại thì một số mẫu tai nghe cũng như là các mẫu điện thoại cũng đã được trang bị hệ thống công nghệ Dolby cho trải nghiệm âm thanh cực kỳ mới mẻ. Và gần như là được tích hợp hầu hết trên các mẫu laptop cao cấp hiện nay. Một vài mẫu điện thoại nổi bật có thể kể đến là Lenovo A7000, Lenovo Tab A2, A10. Hoặc là bạn có thể kiểm tra ngay bây giờ bằng cách nhắm mắt thư giãn, đeo tai nghe và trải nghiệm đoạn nhạc dưới đây nhé. Nói nôm na là nếu bạn được nghe một âm thanh từ hai nguồn khác nhau trở lên cùng một bài hát thì nó được gọi là stereo. Để có thể sử dụng công nghệ này thì ít nhất phải có hai loa trở lên đặt song song với hai bên tai thì các bạn sẽ có trải nghiệm chân thực hơn nhiều. Khi mà mua một dàn loa có ghi là có công nghệ Dolby Stereo thì bạn có thể hiểu đây là một dàn nhạc hỗ trợ từ 3 loa trở lên. Và số loa càng nhiều có nghĩa là độ chân thực và cảm thụ âm thanh của bạn sẽ giống như là đang đứng ở nơi phát ra âm thanh, vô cùng chân thực. Với công nghệ âm thanh như vậy thì các nhà sản xuất âm nhạc cũng sáng tạo ra nhiều cách để có thể tăng tính chân thực trong âm nhạc để có thể trải nghiệm tốt nhất. Với những nhà sản xuất âm thanh hàng đầu thì đều có những công nghệ của riêng mình như là âm thanh mạnh mẽ từ nguồn bass nội lực như là Harman Kardon, sự trau chuốt âm thanh với giọng hát trong trẻo từ Bang & Olufsen hay là trở về với những chiếc loa Marshall chất âm cực kỳ cổ điển vintage. Với việc mà các hãng dần cho ra những sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ thì không ai hết, chúng ta sẽ chính là người có lợi. Với những bộ sản phẩm như là Shout 3 được các hãng nổi tiếng trang bị công nghệ Dolby cho âm thanh vòm sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong các gia đình trong vòng 2 đến 3 năm tới. Hoặc là bạn cũng có thể trải nghiệm sở hữu ngay cho mình một thiết bị Shout 3 với âm thanh vòm cực kỳ chất lượng để trải nghiệm cho các bộ phim gia đình. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về công nghệ âm thanh vòm Dolby. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe kênh An Tiến Studio. Còn nếu các bạn quan tâm đến những sản phẩm Sao 3 thì hãy ấn ngay phần link bên dưới phần mô tả để đến ngay với An Tiến để trải nghiệm những sản phẩm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. I'm